Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kênh Việt Nam Travel sẽ giới thiệu cùng anh chị và quý vị và các bạn cái suối Ca Thần ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Ngược về Thanh Hóa thì chúng ta thăm biển du lịch Sầm Sơn, xong rồi về đây chúng ta sẽ thăm một cái suối Ca Thần nổi tiếng nhất nhì ở Việt Nam ta, nó nằm ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Bây giờ chúng toàn sẽ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đi vào suối Ca Thần để chúng ta thăm những con cá như thá, những con cá người ta gọi là Ca Thần. Thú vị đến mức độ nào nhé. Đây, quý vị các bạn cũng đang thấy là trên đường mà vào suối Ca Thần là người ta bán các cái đồ lưu niệm cũng như là các cái đặc sản của núi rừng ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Chẳng hạn như quý vị các bạn đang nhìn thấy là những cái cây măng của núi rừng. Và trong kia là những người có thể là gói những cái bánh để gửi tới cho quý vị các bạn những cái món đặc sản của núi rừng của ông ta. Và đây là cũng bán lan, các cây lan. Đấy, trên đường ta vào cũng có các cái nhà hàng quán ăn rất là đặc sắc của cái núi rừng ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa của chúng ta. Và đây, trước khi mà vào thăm suối Ca Thần thì chúng ta cũng đã thấy là các đoàn du lịch chúng ta ở đây là chúng ta phải mua vé vào tham quan. Bảng giá ở đây nếu mà người lớn chúng ta là 20.000 đồng một người và trẻ em là 10.000 đồng. Ở đây nó cũng có những cái nội quy mà chúng ta có thể là khi mà chúng ta thăm suối Ca Thần. Nhưng mà nội quy này thì hầu như là nó cũng giống các nội quy mà chúng ta cũng đang đi các điểm du lịch khác. Đây, trước mặt của chúng ta là lối vào thăm suối Ca Thần. Hiện giờ cũng là cái giờ mà gần trưa đầu chiều, thành ra là lượng khách ở thăm suối Ca Thần cũng chưa nhiều quý vị các bạn ạ. Vé của anh. Cái lúc mà vào thăm suối cá thì mỗi người cầm theo một cái vé nhá. Đây, mọi người một cầm vé và có bác phát vé ở đây. Đây là chị Lê Thị Hương, người sinh nhất nhì của ông Thi của tôi. Như vào suối Ca Thần thì bên tay trái của việc bạn là chúng ta có một hồ cá đầu tiên. Chắc là do trời nắng nên mà cá ở cái ngoài vùng nắng này là đang còn ít cá quý vị bạn ạ. Nó đang chui vào những cái chỗ mát. Đây quý vị bạn. Đây là những con cá người ta gọi là mệnh danh là Cá Thần. Những cá này nó rơi tầm khoảng 3 cân đến 5 cân quý vị các bạn. Và đây là một cái đền thờ, chúng ta đang đi qua cái cầu này để chúng ta vào một cái đền thờ. Rất là thiêng liêng quý vị các bạn. Nhiều người vào đây xong rồi chúng ta cũng thắp hương, có thể thắp hương và chúng ta lễ bái. Các bạn thấy không? Đây là dưới một cái tán cây thì lượng cá rất là nhiều. Những người có thể là cho cá ăn, nhưng mà ở đây bên bảo vệ của cái suối Ca Thần này cũng nghiêm cấm là cho cá ăn, bởi vì là sợ cái nguồn nước nó ô nhiễm. Đấy, những cá bơi lội. Đấy.
Có thể nói đây là những con cá mà nó chỉ là tầm trung thôi, chứ chưa phải. Thì những con này nó rơi tầm khoảng 5 kg. Nói việc bạn, chúng ta thấy cái đập. Nhìn rất là sợ cái việc bạn. Con này cũng rơi tầm khoảng trên 5 kg. Đây là những cái đầu cá. Đầu cá này, nếu mà những ai mà hay ăn cá thì nhìn cái đầu cá này chắc không dám làm thịt để ăn đâu. Con này là to cái việc bạn này. Con này khoảng trên 6 kg. Số cá thì là nó chạy. Đây, đây là một cái dọc của cái suối cá của chúng ta. Nước ở đây là nước từ nguồn núi chảy ra của việc bạn nhé. Và theo như lưu truyền thì nước ở trong cánh núi là có một con cá thần chúa ở trong đấy. Và nước này cũng chảy ra và nó thay đổi liên tục. Thưa quý vị và các bạn, đây là phần gần kết thúc của cái suối cá thần. Lượng cá rất là nhiều, nhưng cá ở đây nằm tầm trung khoảng 4-5 kg mà thôi. Quý vị và các bạn thấy là du khách đến xem ở đây rất là đông. Ở đây là có các anh bảo vệ để bảo vệ các cái suối cá thần. Nghiêm cấm vào du khách là cho cá ăn hoặc là vẩy nước hoặc là có thể là xuống dưới suối. Mấy loại giống cá khác nhau không? 2-3 loại như thế này. Sao năm nay chỉ thấy nó bé thế? Hôm nay nước cạn vậy ạ. Rồi, mọi lần trong khe kia nó phun ra mà ầm cơ. Trước là khe nó chảy mạnh lắm, phun ra mạnh lắm. Và đây là ở điểm gần cuối của hang. Ở trong này là có một cái dòng nước vào chui vào trong, nhưng mà những hang nó bé thì không có thể ai là chui vào được. Ở đây quý vị các bạn có thể thấy là những cây con cá ở đây là to nhất nhì ở trong cái suối cá này luôn. Không đi đâu. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây, nó giống như một con cá chép chẳng hạn, mà đầu nó rất là đặc biệt. Đây, đây tôi bảo ngon thôi nha, không được cho cá ăn nha, không thả xuống suối cho ném xuống cho cá nó ăn đâu. Không ăn no mà. Được à? Những đầu cá, mình cá thì mình không nói làm gì, nhưng mà đầu cá có những cái điểm rất là đặc sắc các bạn ạ. Có những điểm rất là kỳ lạ của cái đầu cá này. Nhìn rất là sợ. Con này phải trên 6 kg các bạn. Bạn cá.
Ở đây cũng có một anh bảo vệ rất là tâm huyết, luôn nhắc nhở mọi người là không được cho cá ăn và cũng không được làm bẩn cái nguồn nước ở đây. Không lội xuống nha. Mất cơm rồi. Nó không có cá nhiều cá này. Nhưng mà người dân người ta thấy nó không hay. Việc bạn thấy những con cá thần. Và đây là đồn là cuối cái đường hang này là ngày xưa là có. Đây là cái miệng hang mà cá chúa ra đi vào trong núi. Và lượng cá nhiều nhất ở trong suối cá thần này, nó là ở cuối hang này quý vị bạn. Đây không biết là cuối đầu hang cuối hang, bởi vì chưa một ai vào trong cái hang này. Cái hang nó cũng rất là bé. Thì chúng ta vào. Nhiều cá vô kể cho các bạn. Hai bên suối cá là người ta cũng bày bán các cái vị thuốc mà gọi là các cái thuốc của dân tộc, các trò chơi của trẻ em cũng như là những bức tranh về suối cá thần như thế này các bạn. Làm gì? Về vứt luôn. Đây cơ mà. Đây. Con về đây đi. Con. Nhanh chóng nè.
Đây đây đây. Và đây là những cái bộ đồ thổ cẩm. Con đi đâu nhỉ? Đây mà. À, đi lại chụp ảnh đi về nhé. Đi con ơi. Bà biết khác chụp con. À, đây là chúng ta đang đi từ cuối suối cá về đầu suối cá. Chúng ta đi từ trong ra ngoài cổng. Bên cạnh suối cá là cái đền thờ. Thì quý vị bạn đã thấy rồi. Đây là những tên còi báo hiệu việc bạn chúng ta đã vi phạm ở quy định của suối cá, tức là chúng ta cho cá ăn hoặc chúng ta có thể bắt nước đùa với cá. Cá đấy thì cứ bắt nước là nó đến rất là đông với việc bạn, nên mà các du khách chúng ta cũng hay bắt nước để đùa với cá. Đây cũng là gần cuối bọn sơ cá thần rồi. Đây. Bạn thấy là với các cuối của sơ cá thần. Ở ban du lịch của huyện Cần Thủy, tỉnh Thanh Hóa, chúng ta đã bố trí một cái tấm ngăn ở đấy, xây một tấm ngăn ở đây để làm cho cá không đi ra ngoài kia được, không đi sang ở cái vùng khác được. Ở đây, quý vị bạn thấy là có những cái gờ ngăn, nhưng mà tuy là nước nó tràn như này nhưng mà cá vẫn không đi qua. Lượng cá mà ở đây là gần cuối của suối thì cũng không được nhiều cho lắm. Không nhiều bằng ở đầu cái ở điểm đầu của suối, không được nhiều bằng ở cuối điểm suối quý vị bạn. Đây, tôi đang nhìn thấy một chú cá khoảng 9 kg. Đây, con này khoảng 9 kg. Là những con cá ở đây. Các bạn có thấy cái hình thù của cá đầu nó dài không? Nó không giống một cái loại cá nào quý vị bạn. Các nhà khoa học cũng đang rất là đau đầu để tìm cái nguồn gốc của cái loại cá này. Wow, có một con khoảng 12 kg quý vị bạn. Đây, con này khoảng gần 12 kg quý vị bạn ơi. To quá. Đây, con này. To quá. Wow.
cá đang nhỏ. Vâng, và cuộc khám phá suối Cát Thần ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa ngày hôm nay xin dừng lại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn chúng ta đã dành thời gian và ngọc để xem video kênh của Việt Nam Travel. Một nơi xin kính chúc anh chị, quý vị và các bạn có những kỳ nghỉ hè, những chuyến du lịch thật vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình. Xin chúc mọi người tất cả những gì có thể nhất. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.